Tiếp theo chương trình là những thông tin dự báo thời tiết. Chị Ngọc Vân ạ, mọi người thì đang rất là quan tâm đến siêu bão Mani và tình hình không khí lạnh thì không biết là diễn biến cụ thể như thế nào vậy ạ? Vâng, hiện tại siêu bão Mani đang hoạt động rất mạnh tại vùng biển phía đông của Philippines với cường độ cấp 16, tương đương 184 tới 201 km/h, giật trên cấp 17. Hoàn lưu bão thì có dạng xoắn vào tâm và mắt bão cũng khá là rõ nét. Điều này chứng tỏ bão đang tập trung năng lượng để phát triển. Sau khi quét qua Philippines, dự báo sáng mai bão sẽ đi vào biển Đông, cường độ khi vào biển Đông vẫn rất mạnh, cấp 12, tương đương sức gió là 118 tới 133 km/h, giật cấp 15. Sau đó bão đi sâu vào biển Đông, gặp không khí lạnh, bão sẽ suy yếu dần. Do ảnh hưởng của bão Mani, từ chiều nay, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, gió sẽ mạnh dần lên cấp 6 tới cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10 tới cấp 12, giật cấp 16, biển động dữ dội. Về không khí lạnh, dự báo từ đêm nay sẽ bắt đầu ảnh hưởng tới vùng núi của Bắc Bộ. Sang ngày mai khi mà không khí lạnh đi xuống sâu hơn, phần lớn Bắc Bộ trời sẽ chuyển nhiều mây và hết oi nóng. Đêm mai và sáng sớm ngày kia, khả năng trời còn trở lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến trong khoảng từ 20 tới 22 độ C. Còn trong trưa và chiều nay, thủ đô Hà Nội dự báo nhiệt độ cao nhất là 32 độ C, trời vẫn khá nóng. Ở phía Nam, thành phố Hồ Chí Minh chiều nay trời nắng mạnh. Quý vị có thể cảm nhận rõ cái nóng khi mà nhiệt độ tăng lên cao nhất là 34 độ C. Về chiều tối, mưa dông chỉ xuất hiện vài nơi và sẽ rất nhanh. Mặc dù ít mưa nhưng ngập úng có thể xảy ra tại các vùng trũng thấp ven sông do chiều cường. Chiều tối nay, mực nước đỉnh chiều dự báo sẽ giảm so với hôm qua nhưng còn ở mức cao là trên báo động 3. Thời gian chiều dâng gây ngập sẽ ở khoảng 16 giờ tới 19 giờ. Còn bây giờ xin mời tiếp tục chương trình Chuyển động 24 giờ.